Xin chào các bạn đang quay trở lại với channel của RFM Studio. Thì từ trên trời rơi xuống ngày hôm nay chiếc cam hành trình Osmo Action. Rất cảm ơn bạn Kim Nguyễn đến từ shop máy ảnh cũ Hà Nội đã tài trợ sản phẩm này. Ok, để xem nào. Nút unfriend, chặn số điện thoại liên lạc này. Ok, xong. Vậy là bây giờ không để các bạn chờ lâu nữa, mình sẽ trực tiếp trải nghiệm con Osmo Action này trong buổi đi chơi hôm nay. Các bạn chờ xem kết quả như nào nhé. Ban đầu mà khi mà mình nhìn thấy cái con cam này thì nói thật là mình cũng chả có ấn tượng gì đặc biệt cả, tại vì nhìn nó cũng hao hao với cả con GoPro Hero 7. Nhưng mà khi quan sát kỹ một chút ấy thì mình thấy nó có rất là nhiều điểm khác biệt. Cái khác biệt đầu tiên là chính là đến từ cái thiết kế cái vòng lens này. Thì trên con GoPro 7 thì nó là một cái miếng kính hình vuông, cũng có khung thép ở bên ngoài. Nhưng mà trên con Osmo Action này thì nó lại là một cái miếng kính hình tròn, cũng được bao phủ bằng vành kim loại. Nhưng mà cái thiết kế hình tròn này của nó thì nó cho chúng ta một cái rất hay, để chúng ta có thể dễ dàng tháo kính ra được. Đây, mình tháo cho các bạn xem. Không mất tí sức nào. Đó. Như vậy là chúng ta có thể là dễ dàng vệ sinh lens, hoặc là có thể là cái nhà sản xuất người ta chủ định người ta làm như thế này để chúng ta có thể lắp thêm những cái filter khác hoặc là những cái phụ kiện cho lens khác lên trên này. Đây, cái gần nhất là mình đánh giá là đây là một cái điểm rất hay. Nếu mà trên con GoPro 7 mà để mà tháo được cái mặt kính của nó ra thì cũng nói chung nó khá khó khăn đấy, và trên con này nó cũng là rất dễ dàng. Tiếp đến là đi sâu vào một chút thì là trong quá trình sử dụng ấy thì mình phát hiện ra là cái phần nhiệt ở trên cái con Osmo này tụ trực tiếp trên phần vành kim loại này, và ngoài ra ở đây là còn có một hệ thống lưới đó. Lúc đầu thì mình tưởng nó là cái nút gì nhưng mà ra không phải. Thế hệ thống lưới thế sắt này nó sẽ giúp cho tản nhiệt cho cái máy hiệu quả hơn. Thì kết quả là khi dùng cái con Osmo này thì cái phần thân máy của nó rất là mát, mà nhiệt nó sẽ tập trung chủ yếu ở cái phần viền kim loại quanh len này với lại cái phần ở dưới này, khá là hay. Điểm hay tiếp theo ở trên cái thiết kế của con Osmo này, đây là chính là cái điểm mạnh mà khác biệt lớn nhất giữa Osmo Action với lại con GoPro Hero 7. Đây chính là nó có một cái mặt lần trước như thế này. Cái điều này nó sẽ rất tiện cho những bạn nào thích làm vlog. Từ đó chúng ta có thể thấy là cái nhà sản xuất DJI đã làm được con Osmo Action này, khiến nó không chỉ là một cái con action cam đơn thuần nữa, mà nó có thể là một cái thiết bị quay phim chuyên dụng dành cho vlog. Nhưng cá nhân mình thì nghĩ là đây cũng là một cái điểm khá đáng học hỏi. Nếu mà với sản phẩm GoPro 8 sắp ra mắt, nếu mà nó có một cái màn hình lần trước thì sẽ khá là tuyệt vời. Tiếp theo để mà nói thì tất nhiên rồi, nó vẫn được trang bị những cổng kết nối, ví dụ như là cổng thẻ nhớ microSD này với lại một cổng USB Type-C. Tất nhiên là những cái máy với công nghệ mới bây giờ đều được trang bị những cái cổng kết nối Type-C như thế này cả. Lúc đầu thì mình cứ nghĩ là nó sẽ có một cái nắp pin riêng, nhưng mà không. Cái con này là cái phần pin của nó nó được gắn trực tiếp lên cái phần đế như này luôn. Và cái điều này là lúc đầu là mình thấy nó cũng hơi bất tiện một chút. Chẳng nhẽ lại bán cục pin mà lại bán kèm đế như này không tháo rời được, nhìn trông nó rất là buồn cười, nhìn nó thô kệch. Nhưng mà khi mà quan sát kỹ một chút ấy thì mình thấy cái điểm có lý của nó. Đấy là chính là từ thiết kế như này thì giữa cái phần đế và phần pin nó có một cái phần gioăng cao su như này. Cái phần này chính là cái phần gioăng chống nước của nó. Đó, thì trên GoPro là người ta làm là cái nắp pin là nó liền trên thân máy luôn, còn cái pin thì nó là một cái rời, và sau khi là cho pin vào chúng ta đóng lại thì nó cũng cho chúng ta cái khả năng chống nước. Đây cũng là một cái điểm rất hay hơn so với cả GoPro.
là trên GoPro là nó thiết kế là pin rời và cái phần nắp này là rời. Thì là có một số trường hợp mình thấy được ghi nhận lại là nước nó sẽ luồn qua vào cái phần nắp pin này, nếu qua thời gian sử dụng thì có thể là nó đóng chặt hay như thế nào đấy. Nhưng mà trên cái con Osmo Action này thì nó với cái thiết kế như này, thì khi chúng ta đóng vào đó, khóa hai chốt gần như tuyệt đối luôn, đúng là kiểu nhìn tưởng vô lý ấy, nhưng mà có lý vô cùng. Tiếp theo là đến qua cái quá trình mình sử dụng cái con Osmo Action này, thì đầu tiên là khi mở nó lên thì đập vào mắt mình cái nó là một cái ấn tượng là cái màn hình cảm ứng ở phía sau của nó khá lớn, lớn hơn con GoPro Hero 7. Nó cũng cho chúng ta là dễ dàng thao tác hơn đó. Nhưng mà qua quá trình mình sử dụng ấy, thì mình thấy là cái phản hồi của cái màn hình cảm ứng này kiểu nó không cho được cái độ mượt mà như là trên GoPro. Thì cái điều này cũng dễ hiểu thôi, thì GoPro là một cái hãng sản xuất action cam có tên tuổi rồi, họ đã trải qua rất nhiều dòng sản phẩm và rất nhiều lần tối cập nhật các bản phần mềm để tối ưu cho cái con GoPro. Cái kết quả của việc đó là chúng ta có thể dễ dàng thấy là cái màn hình cảm ứng trên con GoPro mình dùng mình cảm thấy nó mượt hơn rất là nhiều. Và cái chất lượng màn ở trên con Osmo này thì mình cũng đánh giá nó không cao về khối khoản màu sắc. Thì nhìn qua cái màn hình như này thì ví dụ như là cái chữ ở trên cái màn hình máy tính của mình đằng sau nó là màu đỏ, nhưng mà khi nhìn vào cái màn hình này thì nó lại thành cái màu cam nhạt. Cái điểm này là một cái điểm đáng ra là không nên có. Tất nhiên màn hình trên những con action cam như thế này thì nó chỉ là một màn hình monitor, đa phần nó chỉ giúp chúng ta là căn khung hình là chính. Nhưng mà nếu mà với cái thiết kế chống nước ở trên những con action cam thế hệ cao cấp bây giờ ấy, thì đa phần là bọn nó đều được làm bằng cái vỏ cao su của con Osmo lại không ngoại lệ. Thì với Osmo thì chúng ta chỉ việc ấn một lần là nó đã bật rồi. Còn như trên GoPro thì chúng ta phải giữ một lúc. Mà với những cái thiết kế chống nước như bây giờ thì tất cả những cái con cam hành trình nó đều được phủ một lớp cao su, thì cái hệ quả nó kéo theo là những cái nút bấm nó rất là cứng. Khi mà chúng ta có quá nhiều cái thao tác bấm và giữ ở trên một cái con cam thì nó cho chúng ta cảm giác nó không được thoải mái cho lắm. Thì trên con Osmo này nó đã khắc phục điều đó, chúng ta tắt hay là bật cũng chỉ với một cái kích thôi, như vậy nó sẽ dễ dàng hơn cho người dùng. Thì nói phần cứng thì chắc là mình nói đến đây thì cũng chắc là cũng đủ rồi. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ thử điểm qua một chút về khả năng xử lý hình ảnh cũng như là âm thanh của Osmo này. Thì đầu tiên về cái khả năng xử lý âm thanh thì mình đánh giá là cái khả năng xử lý âm thanh ở trên con Osmo là khá tốt. Với một cái thiết kế chống nước, nhưng mà khi mình thu âm mình đang nói chuyện trực tiếp như thế này thì nó cho chúng ta được một cái âm thanh nó cũng tương đối tốt, nó không bị bí hoặc là nó không bị gain quá nhiều để mà nó bị kiểu nó nát tiếng hoặc nó bắt quá nhiều cái âm gió của chúng ta. Thì với khả năng cái thu âm của con này thì như mình đang nói trực tiếp ở đây thì là với những cái chức năng ví dụ như là wind filter, chức năng lọc gió, lọc tiếng gió mình cũng có bật lên. Thì với một cái thiết kế chống nước như thế này và trên một cái con cam hành trình, mình thấy là tiếng của nó thu ra chất lượng tương đối ổn, nó không bị quá cứng và nó cũng không bị kiểu quá bí đó. Từ đó là nếu mà đôi khi là chúng ta dùng thì chúng ta cũng chả cần phải đến những cái thiết bị mixer hay là phải xử lý quá nhiều khi edit về sau này. Tiếp đến là về phần hình ảnh. Hình ảnh thì nếu mà so sánh với cả GoPro Hero 7 về cái độ sắc nét hay là khả năng chống rung thì con này nó cũng tương đương với cả con GoPro Hero 7. Có một số mặt nó hơn, ví dụ như là cái khả năng xử lý kiểu cong viền ấy. Khi các bạn mà quay trên GoPro thì các bạn bật chế độ wide lên thì các bạn sẽ rất dễ là bị cong góc. Còn trên cái con Osmo này ấy, thì nó sẽ khắc phục được cái nhược điểm đấy. Nó cho chúng ta một cái góc nhìn nó trông nó ngay ngắn, nó thẳng hơn và nó dễ chịu hơn rất là nhiều. Còn về màu sắc trên con Osmo này thì nói thật là mình thực sự là mình chưa được ưng ý lắm. Nếu mà với cái chế độ auto, với cái set màu mặc định của nó thì lúc mình quay lên thì mình cảm giác là cái vùng blue, tức là cái vùng xanh xanh dương của nó ấy, mình cảm giác nó là
màu nó hơi nhạt. Cái con Osmo này nó lại hơi thiên về cái màu đỏ hơn. Và nếu với cái chế độ quay bình thường mà không bật HDR thì là da người nó rất dễ là bị kiểu màu nó đỏ đỏ. Mà nhất là với cái da người Việt Nam ấy, thì nhìn cái màu đỏ thế nó không được dễ chịu cho lắm. Và cái tiếp theo khi mà chúng ta quay phong cảnh thì chính vì cái màu xanh của nó là đấy, theo như ngôn ngữ của các bạn nó có thể nó không được đậm, nó không được tươi. Và như mình nói là cái độ bão hòa của cái màu xanh ấy nó không được tốt như cái saturation đấy. Thì kết quả nó cho lại là cái màu trời nhìn nó không được ok lắm. Và những cái chi tiết đỏ ở trong hình thì nó lại nổi bật hơn so với những cái màu còn lại. Đây là một cái điểm tuy là có thể khắc phục được trên hậu kỳ sau này, nhưng mà nó vẫn là một cái điểm yếu rất lớn nếu mà đem so sánh với GoPro. Vì GoPro thì như các bạn biết rồi đấy, nó cho chúng ta một cái màu trời rất là xanh, nhìn trông màu sắc trông rất là tươi. Và khi làm vlog hay là quay người ấy, thì cái kiểu màu của GoPro nó cũng cho cái màu nhìn trông nó tự nhiên hơn, nhìn ra người trông nó dễ chịu hơn là trên cái con Osmo này rất là nhiều. Nếu mà trong tương lai cái Osmo Action này nó mà khắc phục được cái điểm yếu về màu đấy thì mình nghĩ là nó sẽ là một cái sản phẩm tốt hơn rất là nhiều. Đó, vậy là trong clip ngày hôm nay thì đó là tất cả những đánh giá sơ bộ của mình về sản phẩm Osmo Action này. Và nếu trong tương lai mình có điều kiện thì mình sẽ làm một cái review chi tiết hơn để so sánh trực tiếp giữa con Osmo Action này và con GoPro Hero 7. Nhưng mà do hiện tại là mình không có con GoPro Hero 7 ở đây nên hôm nay chỉ làm đánh giá về một mình con Osmo Action này thôi. Nếu các bạn thấy clip mình làm hay và có ích thì hãy đừng quên cho mình một like, một subscribe, một chia sẻ. Hoặc là nếu các bạn thấy cái clip của mình làm ra có những điểm là chưa được, có những ý kiến đóng góp để mình có thể cho ra những cái sản phẩm tốt hơn thì cũng đừng có ngại ngần mà comment bên dưới. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những clip kế tiếp.